TikToker đăng clip múa may khi máy bay đang di chuyển khiến cả đoàn bay bị kiểm điểm và có nguy cơ mất việc. Thời gian gần đây, cái vạch mà đỏ đỏ mình chỉ các bạn, nó là cái vạch an toàn của máy bay. Khi máy bay di chuyển á thì không có xe cộ phương tiện nào được phép qua lại cái khu vực đó. Cái thứ hai, không được để bất kỳ đồ đạc nào trước cái đường bay đó. Ví dụ như để một cái thùng hàng rỗng đi, hoặc là một cái vali đi. Những đồ vật to á, nó sẽ va vào cánh máy bay, còn đồ vật nhỏ nó sẽ bị hút vào cái động cơ máy bay. Riêng cái bà nội áo đen này á, hút bả như xăng luôn. Mà vào một đường là mà ra đường khác các bạn, lúc ra tao nói toàn là mắm tôm với thịt xay không á. Hỏi là có kỷ luật nhân viên mặt đất không? Có, kỷ luật chứ. Cái này là phải cảnh cáo làm gương luôn các bạn. Bất kể việc gì do hành khách, đều kỷ luật nhân viên. Và cái hành động của cô gái áo đen này, với mức lương bị cắt giảm do dịch Covid, thì hành động này đã tước đi một cơ số hộp sữa của các bé con của các bạn nhân viên ở nhà. Và chưa kể nha, nó trừ thưởng cả năm luôn.